Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi thăm vườn chanh dây nhá. Vườn chanh dây này là của ông anh, là ông anh thứ hai á, là ông cũng làm tầm 300-400 gốc cây chanh dây. Vậy là hôm nay cùng mình sẽ đi dạo xem chanh dây là sai như thế nào. Đây thưa các bạn, đây là chanh dây của nhà ông anh. Nói chung là ông thì trồng tầm 300-400 gốc thôi, nhưng mà chanh dây nhìn sai lắm các bạn ạ. Thì đất này là đất đỏ Ba Gian, là phù hợp với trồng chanh dây. Nói chung là chanh dây thì chăm thì cũng rất là kỹ, cũng phải ngắt lá rồi là ngắt ngọn rồi phun thuốc rồi là làm cỏ cho nó. Đây các bạn thấy không, nó cỏ đây là không có, và phải làm trụ trụ xi như thế này và làm dây thép như thế này. Đây là dây thép đây. Nếu mà chăm người ta vặt cái lá, là mình nhìn lá kiểu này là người ta sẽ vặt đi, là vặt đi kiểu này rồi ném đi. Còn người ta hám để quả nó to lên á, thì người ta sẽ cắt ngọn đây, cắt ngọn như thế này để cho nó nuôi quả. Đây các bạn thấy không, nhìn sai. Đây là cây cây cao su, họ chặt đi để làm trụ luôn. Đây chặt đi cái ngọn đi đây. Đó, đây các bạn thấy không, chanh dây này nhìn sai chưa. Đây người ta phải cắt cả cả ngọn đi như này. Và bây giờ là hôm qua thì họ mới hái rồi, cho nên là hôm nay họ không hái nữa, bởi vì người ta lựa hái quả chín người ta mới bán. Bên đây là ký tầm 25 đến 26 nghìn một ký, à, tùy từng loại, loại 1, loại 2, loại 3. Còn loại chanh múc còn người ta bán sổ là bán ít tiền hơn. Và trồng, người ta trồng chanh dây thì trồng xen với cây tiêu luôn. Đây là cái tiêu đây, cái tiêu là trồng cũng theo cái trụ này luôn, là người ta tận dụng cái chủ của cây tiêu này để làm chủ cây chanh dây. Các bạn thấy không, mà người ta làm kiểu này này. Nói chung là đi khắp các vườn này chỉ thấy vườn này là chanh dây là hơi bị nhiều quả luôn, sai quả luôn. Đây các bạn thấy không, đó, sai chiếu quả luôn này. Nhìn như nhiều người họ tưởng là quả gì nữa, nhưng mà thật ra đây là quả chanh dây. Đây người ta tận dụng cái trụ này, trụ tiêu này để làm trụ măng mắc cái dây thép ấy, làm trụ chanh dây luôn. Rồi là nói chung là họ cũng trồng xen luôn. Kia đây là cái bưởi này, rồi có cả cây sầu riêng nữa. Đây đây là cây sầu riêng đây, người ta trồng xen xuống đây. Nó nhìn các bạn thấy không, nó sai quả chưa. Đó, nhìn sai không, quả thì đẹp, nó không bị thối thối hay là con gì nó đốt thành ấy. Cái quả này thành gần chín rồi đấy, mai hoặc mốt là có thể hái được rồi, người ta hái sẽ đi bán. Trong tất cả các loại vườn thì mình đi nhiều xem và mình làm video này thì mình thấy vườn này là chuẩn nhất, cho nên mình sẽ qua vài video này cho mấy anh chị em rồi cùng mọi người nó xem là chanh dây nó như thế nào và quả sai như thế nào. Và bên đây mấy bữa nay thì giá thì cũng tạm ổn rồi. Bữa nay thì giá thì cũng hơi cao. Nói chung là nếu mà 3 tới 400 gốc á, là mình chăm á, là sẽ đạt mỗi ngày á, sẽ bây giờ được thu á, là sẽ tầm 1 triệu một gốc. Thì nói chung là tùy từng hôm là chín á. Đây các bạn thấy không?
sai chiếu quả luôn. Nói chung là mình cầm điện thoại để quay cho nên là tay hơi run tí. Như cái quả này này. Đó, chín rồi, mình sẽ hái về, xin họ hái về ít về làm nước để uống. Bỏ vào tủ ngăn đá rồi uống cho mát. Như làm cái kiểu là nước chanh dây ấy. Nói chung là công bên công ty này họ thu mua thì giá cả cũng tạm ổn rồi. Cứ đều đều như thế này thì 300-400 gốc cây thì ngày 1 triệu là chuyện bình thường. Quan trọng là công chăm á, là sẽ là chăm lần nhiều nha các bạn. Thứ nhất là nhiều công. Rồi vặt lá tỉa cành rồi là ngắt ngọn rồi nuôi thân nuôi ấy nuôi nuôi cây của nó. Rồi không cẩn thận là bị nấm rồi là bị, nói chung là nó khó phát triển ấy, là chúng ta phải phun thuốc. Nhưng mà phun thuốc cái này thì cũng theo chu kỳ của nó, chứ không phải là phun xong là mai đi bán ngắt đi bán, là không có chuyện đó đâu. Để mình nhà nông mà mình làm ăn thì cũng phải có uy tín đi. Hay ví dụ như là mấy chỗ lá kia mình sẽ ngắt hết, nhưng mà do bên này thì bên anh này nhiều công việc quá, vừa thì mới sinh xong nên là cũng không kịp. Đây cũng họ cũng trồng sen bơ luôn này, tiêu thì cũng lớn từng này rồi, cũng có quả của nó luôn này, có hoa luôn này. Quả đây, tiêu đây, đây các bạn thấy không, đây tiêu này, nó tiêu thì cũng được đó. Nói chung là đất này là đất màu mỡ, trồng cái gì cũng tốt nha các bạn. Quan trọng là mình siêng làm hay không siêng làm thôi. Đây các bạn thấy không, người ta thường ngắt đi kiểu này là để nuôi mấy cái quả của nó, để quả cho nó lớn lớn và sẽ đạt hiệu quả hơn, và sẽ lứa sau sẽ không bị hỏng nữa. Mà cây thường cây cây người ta mà trồng mà người ta chỉ nuôi mà lấy quả không á, là không chăm mấy á, người ta lấy một rồi hai á, là sẽ hỏng ngay nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó. Đây tiêu thì cũng cũng có quả chín này. Đó, mình sẽ ngắt một đây, cho mình mọi người xem là tiêu tiêu nó chín như thế này. Đó. Đây các bạn thấy không, chanh dây đây chín đây, có quả chín đây này. Đó. Các bạn thấy không, từng dàn cao hơn đầu một tí tầm 2 mét. Nhiều nhà họ làm thấp, bởi là tùy từng từng nhà họ làm thôi. Nhiều người họ sẽ tận dụng bằng cây cối có thì người ta chuẩn dụng để làm trụ luôn. Đây cái thép đây các bạn thấy không, đó. Còn bên này thì họ cũng đang chuẩn bị trồng này. Đây là cây sầu riêng. Đây các bạn thấy không, thấy mấy cái trụ kia không, nó người ta trồng chanh dây đó. Và người ta sẽ tận dụng mấy cây cao su này, mấy gốc này để làm cột luôn. Đây cây chanh dây cái nhỏ đây. Cái này là người ta đã ghép sẵn rồi nhá. Người ta ghép lên rồi mới lấy về trồng. Đây cái mối. Cái mối người ta ghép đây. Đây, mối ghép đây. Người ta ghép từ đoạn này. Đó. Người ta xới đất lên xong rồi trồng chanh dây hết này, rồi là trồng sen và cái cây như là cây sầu riêng rồi cây bơ rồi cây bưởi rồi cây cam, người ta cũng trồng sen luôn để tạo cho thu nhập cho gia đình. Bởi người ta gọi là trồng sen canh ấy. Đấy, các bạn thấy không? Đó, chanh dây nhìn sai chưa?
Mình là đi thăm mà mình hơi bị nghiền luôn. Ước gì là mình có vườn chanh dây như thế này luôn. Này các bạn thấy không? Chanh dây này. To chưa? Này cái bơ bơ này người ta đã ghép sẵn rồi nhá. Và người ta ghép xong người dân mua về xong rồi trồng. Còn cũng tùy từng người, người ta trồng cây thủ sinh, người ta thủ sinh thì người ta lấy hạt về trồng xuống. Đấy, lớn lên từng tầm từng này người ta sẽ cắt đi và sẽ ghép. Nói chung là trồng chanh dây này á, thì cũng yêu cầu là cũng nước tầm cứ 1 tuần là tưới 1 lần. Đây các bạn thấy không, ống để tưới cây chanh dây đây. Nước thì ở bên dưới này có ao sẵn rồi, người ta đã múc sẵn rồi để thuận tiện cho tưới tiêu. Đây đây còn đây là cây cà phê chè. Đây là cà phê chè người ta đã phá đi để trồng cây dây đó. Đây thì các bạn không biết rồi, ớt đây là ớt đồng bào, ăn cay lắm các bạn ạ. Nói chung là có cây gì thì người dân sẽ để ăn. Đó, các bạn thấy không? Mình đi thăm vườn chanh dây thấy chuẩn thế đã luôn. Đó các bạn thấy không? Còn bên kia thì người ta cũng trồng sen xuống cây cà phê luôn nhá. Đó, đây, chanh dây đây. Này còn đây là cây dứa, người ta còn gọi là cây thơm. Và đây người ta mình cho con biết người ta ghép như thế nào. Đây đây là cây này là cây thụ sinh, còn chỗ ngọn này đó người ta đã ghép rồi. Vì người ta lấy từ ngọn này là lấy ngắt toàn từ đoạn này, xong người ta sẽ ghép vào đây. Đây là cái mối nối của ghép đây. Đây cái này nữa đó, đây là mối nối của ghép này, các bạn thấy không? Ở đây mình sẽ đi lượt màu con bên này một tí. Đây các bạn thấy không? Nó thấy rất thép luôn. Người ta làm chẳng chịt như thế này này. Đó. Nhìn chanh dây nhìn rất là chuẩn. Giờ mình sẽ lên bên này. Đây là vườn này. Là người ta sẽ trồng cả cây đinh lăng nha các bạn. Đây là cây đinh lăng này. Đây sẽ trồng xen xuống đây thì người ta sẽ tận dụng mà các bạn. Đó, cây đinh lăng nữa đây các bạn nhau. Đinh lăng này đã ra hoa đây. Đó, cây đinh lăng này, đinh lăng này là mua cây 5.000. Đây các bạn xem. Đây quả đây. Mình ôm luôn này. Đó, này mình này, ôm này, này này. Đó, nhiều không các bạn? Đây này. Đó. Nói chung là bên Đắk Lắk này á, là nhiều loại đất tốt, trồng nhiều loại cây cũng phát triển rất là tốt nhé, và đặt hiệu quả cao nhé. Đây các bạn thấy không, nhìn này, trắng chịt luôn này, tới tận đất luôn này, từ cái này xuống đây tầm 30 phân. Đó các bạn thấy không, nhìn rất là chuẩn luôn này. Nó có cây này để ấy quá giờ xuống tận đất luôn. Đó, các bạn thấy không, nhìn từ xa lên giờ quay như kiểu này là không nhìn đẹp cho lắm. Giờ các bạn đi thăm tận vườn thì mình thì các bạn sẽ thấy rõ như thế nào. Đây các bạn thấy này. Đó. Và bây giờ cũng trời cũng hơi tối rồi cho nên mình cũng
về thôi và tạm biệt các bạn nhé. Ở đây đây này các bạn thấy không, từ đây xuống đây xuống đây xuống nhiều chưa đó. Rồi hẹn gặp lại vào video lần sau nhé. Rồi các bạn nên ủng hộ cho mình với. Rồi chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chào các bạn nhé.